Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh kỹ thuật TKD. Và sau đây, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi những video mô phỏng nguyên lý máy và cơ cấu cơ khí. Nếu thấy hay, hữu ích, thì xin các bạn hãy cho mình một subscribe, một like và chia sẻ những video này đến với những bạn bè của các bạn, để người ta cũng biết và học hỏi. Vâng, mong các bạn chia sẻ giúp mình, để kênh mình càng ngày càng lớn và phát triển hơn. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Và sau đây xin mời các bạn thưởng thức. Đây là cơ cấu cơ khí conveyor step, tiếng Việt còn gọi là băng tải bước. Nguyên lý hoạt động là nó sẽ di chuyển vật hoặc là đồ vật theo từng bước một. Động mô men xoắn được tạo bởi động cơ qua bộ truyền xích và qua các cơ cấu để chuyển động xoay thành chuyển động thẳng đứng, thì ta sẽ được cơ cấu này. Còn đây là cơ cấu cánh tay robot xoay 180 độ, gồm động cơ kết nối với bánh răng và một chiếc xi lanh kẹp để gắp sản phẩm từ bên này băng chuyền sang bên kia băng chuyền. Còn đây là cơ cấu cốc. Lực được tạo bởi một xi lanh và con cốc sẽ chuyển động qua bánh cốc để tạo thành một cơ cấu đồ gá như thế này. Rất là hay đúng không ạ? Và chúng ta thấy đây là một cơ cấu được ứng dụng bởi cơ cấu bánh răng và thanh răng chuyển động đến chuyển động tròn thành chuyển động thẳng. Và đây là robot gấp này có tác dụng chuyển động cùng song song với mặt phẳng. Qua các ránh trượt và cánh tay đòn. Còn đây là hệ thống phân loại sản phẩm, cấp phơi sản phẩm. Những cơ cấu rất là hay và hữu ích đúng không ạ? Thật tuyệt vời. Còn đây là một chiếc băng tải mô phỏng cơ cấu băng tải truyền phôi. Đến đây là một cơ cấu rất thông minh. Khi mà cần di chuyển thì chỗ sẽ mở ra, còn khi nào cần đóng lại thì chỗ sẽ găm vào. Thật là hữu ích và thông minh. Nhìn cơ cấu này rất là đẳng cấp. Chúng ta thấy đây quả chuối. Cơ khí là nguồn gốc của cái sự sống này, của kỹ thuật. Xin thưa các bạn, những cơ cấu này thì thường là được vẽ và mô phỏng trên phần mềm 3D SolidWorks hoặc Inventor, là hai phần mềm thuộc dạng này phổ biến nhất của ngành cơ khí cho bên lĩnh vực chế tạo máy. Còn bên lĩnh vực mà làm khuôn hoặc làm dích thì người ta sẽ dùng CATIA hoặc là Simatron. Còn làm máy thì người ta dùng SolidWorks là nhiều hoặc Inventor là nhiều. Vâng, cơ cấu rất là hay. Đây gọi là cơ cấu chấn chặt.
quá thông minh. Cơ khí làm rất khó, làm nghề cơ khí cũng rất khó và vất, nhưng mà chế độ với lương thưởng các thứ thì lại không bằng những ngành khác. Có thể nói là ngành cơ khí